Rồi bữa nay là ngày 25 Tết. Sau khi cúng ông bà xong rồi bây giờ trước ông bà thọ nhận sao tới mình là hưởng lộc ông bà. Trước cúng ông bà sau cúng mấy quỷ nhỏ. Đó. Rồi giờ hôm nay 25 Tết thì giờ còn mấy đứa nè, đó. Hôm nay ăn có cúng xong rồi vịt quay. Bánh hỏi. Cúng khúc mặt cái mày, giờ tôi cúng tiếp cái mặt cái mày. Cúng. Đưa bà đi cho giờ. Đó, cúng rồi khúc mặt. Thì đây là bánh tét nè, đó. Có bánh hỏi, nước mắm với lại hành. Đó, nước chấm nè, nước chấm vịt quay nè, ngon lắm nè. Trời ơi, đó, còn có trong kia, cô kia đang làm gì kìa? À, nữ công gia chánh đang làm cố làm khét miếng thịt. Gì không? Dê. Đang làm gì vậy? Sắt heo quay em. Sao nó khét vậy? Sắt heo quay em à. Sắt heo quay em. Trời, miếng tay gì khét. Rồi, cháy xém. Cái cặn đó em ơi. Đây con sắt cho cô, sắt đây cô ơi. Trời ơi, coi chừng có ngón tay giống nha chị đâu. Trời ơi, mấy chị dùng cái gì vậy? Lúc béo lắm. Trời ơi, thiệt tỷ không à? Có nước đá không? Hả? Có. Bữa nay á là con nghỉ ngơi, mấy đứa nghỉ ngơi, mấy đứa mà mệt quá rồi. Hôm nay đứa nào uống bia cho uống lon. Uống lon lâu, uống lon quá. Chua, chua miệng. Vậy là uống lắm anh. Dạ. Chạy đi lâu lâu ơi, chứ còn mà bình thường là mấy đứa nó không bao giờ uống. À, chạy xe là không được uống. Một năm 365 ngày mới được có ngày uống đó con. Ừ rồi. Mà ngày uống. Rồi lấy 300 luôn đi cho uống luôn. Đó. Để cô đỡ đây là chân đó, đang sắc dưa hấu rồi. Đây cái nhang chưa? Đây là hồng đào. Đây cái bánh ngon quá, ngon quá. Đó rồi. Dưa này ngon nha. Dưa ăn không thuốc đó nha. Mà bản ngã thì dưa héo. Ê, dưa hôm qua hơn đó. Thôi là im đó. Chứ cùng mới giọng ra bánh tét. Nè, bánh tét này. Đó, mới 25 Tết rồi bánh tét ra làm thác hôm qua cho nè. Nhưng chuối, nhưng mặn gì đó. Ăn lấy chai chiên ăn nha mấy đứa. Hôm qua anh không bỏ ra. Còn dưa hấu nè đó. Hôm nay bữa hổng nè, bữa hổng đi Phan Thiết nè, nước mắm ngon nè tụi con. Dạ. Nước mắm ngon nè. Trời ơi, ăn đi còn dành Tết nữa, dạ, ăn hết đi còn hướng khác. Tại vì có muối rồi, giờ Tết mình ăn mắm ăn muối cho nó đủ bộ con. Gì vậy? Rồi, xin chào các cô chú. Sau khi chú uống kem không? Vô. Sau khi dọn lên thức ba thứ ba đây chút xíu cho sơn ngồi cái theo như anh Phi nói là hồi nãy là cúng ông bà mày giờ cúng người có mặt không dạ, mà nó đứng bên đó ra ngoài sau lưng đó. Rồi giờ con mời cho chú mình dùng ở đây hôm nay là có vịt quay này, nước chú. Gì này, vịt quay, heo quay, bánh hỏi, bánh mì, nước chấm, dưa leo, còn có gì giấu dưới vậy, có kem nữa chú. Uống bia là không được lái xe nha. Dạ. Uống bia là ngủ nha. Dạ. Đó. Rồi hổng vậy đó, cực quá là mệt quá rồi, hôm nay mình uống đi. Hôm nay ăn tất niên kho 26. Tất niên kho 26 đi thôi. Mời ông bà lấy đồ đũa này vậy. Mời ông bà cô chú rồi ra ăn nha. Bà lấy đũa này vậy. Đũa đũa cúng quá bà. Cũng ăn hết chấm nhỏ chứ mấy. Dạ hello cũng dạ. Dạ thành phần tham dự trong bữa tiệc hôm nay là có chú Sơn vé số. Vé số. Dạ anh vé cái mắm riêng tại giữa luôn. Dạ. Sư phụ rồi. Sư phụ ăn tất niên rồi. Sư phụ người ta mời đi ăn tất niên rồi, trời ơi khách hàng khách khứa tùm lum người la luôn. Cuối năm tôi bị quá. Một năm sư phụ làm, cuối năm người ta mời tôi đi được lại. Rồi có bên cạnh đó là có mẹ Thủy nè. Mình đại diện cho anh Tấm Sang. Ăn thế đâu. Có anh Thành gì? Thành Mát. Thành Mát.
có anh chờ đó. Bữa nay chị Linh về rồi, có ông anh vô đây ngồi. Về rồi, về đó. Chị Linh về quê để anh chờ trên này. Tơ phiếu ở đây thôi, để nay cho anh Phi chăm sóc gì chị Linh ơi. Vậy con ngồi đây nè, ngồi đây. Đây. Rồi, vậy níu ở đây đi. Rồi, mời cái dĩa không có đá hả? Đó, đá về, xuân đá về. Xuân đá về. Mời chấm vô luôn. Chấm bấm tại đi, nước bấm có muỗng không? Đó, có muỗng. Hát bài đi. Happy birthday. Review đi. Ui cái đằng ăn cái đùi. Cái đằng ăn cái đùi. Này là con dịch từ bay từ Bắc Kinh ra mấy cái đêm về hả? Ship từ Bắc Kinh về. Ship từ Bắc Kinh nè. Giá là bỏ vô cái tàu ấy vậy á. Giá là 300.000 một con. 300.000 một con ăn cái đùi là 50.000. Bắc Kinh là Bắc Kinh. Ăn thử em thử. Bắc Kinh em thử cảm giác nó ra sao? Cảm giác con vịt nó ra sao không? Nó mặn ngọt béo bùi gì đó. Làm miếng lớn. Ui cái đặng. Ui cái đặng. Ôi. Trời ơi. Nó dầu mỡ bóng lưỡng. Đây nè, đó. Cảm ơn con. Nè, Thanh Thanh, dưa leo. Đó, rồi. Dạ rồi, vậy thôi, con nói vậy nè. Chỗ là có cái nước chấm nè, có nước chấm này nè, ăn chấm nước chấm này là ngon nè. Tết nhất tới nơi nói gì xàm xàm mà nói sờ lơ gì mà đúng không? Cái con vịt này cắn một cái là nước mỡ nó mở lượng cái mỏ liền. Nước mỡ đâu? Con vịt nó tròn giống mình còn mày lên làm lấy mấy chai nước ngọt xuống cho cô bắt đầu luôn. Ủa con Thịnh đâu? Cảm ơn chào bà Tâm Bảo phải không? Cắm hoa, cắm bông rồi. Thận đang bên Tâm Bảo cắm cắm hoa hả? Rồi. Lấy nó đang bỏ chào bà. Không uống nước ngọt. Để đó rồi để cái ly vô cho cô uống nha. Rồi. Ê, ngoài hôm đã có nè. Có mấy chai cà phê á. Cãi lỡ lo lỡ rồi. Ngon. Rồi muốn ngửi mỏi liền. Trời ơi, ba loại nè. Uống đi cho con nó trắng. Ủa, cái gì vậy? Gì ba? Con nào? Để cho nó đầu. Ủa gì chứ? Không quay thì hơi mất ói tí thôi mà. Nó rõ béo lắm. Rõ béo ngon lắm. Đây còn heo quay luôn. Heo quay này lúc mình mua này nó chưa ngon nên nhờ bé Đào làm lại mới ngon đó. Đúng rồi. Con mời quý ông bà cô chú uống nước ép nha con. Nước ép xịt trái cây. Nước ép trái cây hả? Nước ép xịt tố không? Nước ép quanh chút đó. Để con mời ông bà cô chú ăn vịt quay cùng với con. Chế thôi ông ơi. Ăn mình để ý lắm. Rồi mời Hiếu ăn nha Hiếu. Có phò cầu ăn hai. Hiếu ơi. Anh uống đi, uống nước ngọt không? Dạ con uống ngọt rồi. Nè, đấy ly cho nước ngọt cho mình uống. Hên là ngày hôm nay là bên massage nghỉ rồi đó. Chứ còn cái này uống vô thì trong vô lắm massage. Còn ly nữa hết không? Còn ly không? Không có, hôm nay là massage, phải nắp massage nổi bụng. Massage cho... Mách qua mách lại hả? Người nhà. Rồi. Bây giờ mình nâng ly lên chúc chúc mừng sức khỏe năm mới đi. Rồi. Cạn nha. 1, 2, 3, vô! Vui vẻ không quạo không? Nãy thọt cái ly ở đây mà trong ly rồi không? Hết ly rồi. Đây nè, trong thùng gia vị á. Hết ly rồi. Còn mấy ly nữa. Nãy em đem lóc ly nè. Đó. Đó, mấy đứa này phải cho xài ly mũi với ly miệng xài cho dạ. Trơn à. Dạ. Đó, đập hết rồi. Con hai đá vô con. Đó nơi xương để về cho mấy anh kia em. Đập nha, hết lon nha. Đó cô. Sao lon này nặng dữ vậy cha? Biết cha. Đó cô. Muốn sao đâu? Mẹ, anh đang cầm kìa, mỏ đá vô là vừa rồi, anh cầm chứ vậy. Không có ý là lòn của anh Sơn đâu. Lòn mới đi, có lòn đi. Sao vậy con bé hả? Đó. Không biết uống rượu hay gì vậy? Còn ly nữa không? Còn ly nữa không con? Nhà còn không? Cho quay một chút. Cho nhắn nước ra. Nó giòn, ở trong này là có vừa có thịt, vừa có mỡ nữa ha. Cứ mình chấm với cái nước này. Vừa được. Cho mình căng. Lâu lâu cô mới ngồi được ăn đông vui vậy nè. Giòn. Ăn thường khi là ngồi ở nhà cô, ngồi cô ăn cơm có một mình à. Cô có muốn ăn thường không? Tụi con sẽ qua nhà cô thường. Hôm bữa qua là thấy báo là nguyên một thùng gạo đem về rồi đó. Hay là cô mới qua đây.
bà nó muốn ai nấu cho con ơi. Con muốn qua đây thì để con ba chở đồ mắm muối đồ một bột qua đây. Bà ở nhà mua đồ ăn không, không ai nấu cho. Giờ có ai á xin làm giúp việc không ta, phụ với thủy á. Phụ giữ bé Quỳnh rồi phụ nấu cơm rồi này kia nọ, có gì á mấy đứa này bữa nào nó không có ăn cơm tiệm thì nó chạy qua đó nó ăn ha. Dạ. Dạ liền. Dạ liền chứ. Mai có sức khỏe không nha? Mày nhanh quá. Phải có sức khỏe. Phải có sức khỏe. Ê, Hiểu ơi, ông ăn cái đít của mày nó vỗ lộn mày, ăn đít dịch nó kìa Hiểu ơi. À, không dạ, không quá. Hiểu dịch lắm hả? Dạ, ngày hôm nay Hiểu ngày hôm nay tao cầu lắm. Ừ. Có sức khỏe không quá 30 tuổi ngoại hình dễ coi. Ủa, là tỷ trai, giữ bé Quỳnh hay giữ ông? Nói chứ thường cháo calamen. Calamen, calamer. Nó ăn bữa nay cái mặt nó tròn giống như cái bao cầu. Ủa nè, nó nè, nó nè, đó. Đó, nãy giờ nó chạy nước miếng à. Chú chia ra cho con nha. Ờ đó, chú chia phước. Chia phước là cho con đó. Để con lấy cho. Ok. Thấy con cung cấp cho. Tại vì nó thấy ăn món đó. Chia phước cái thôi. Ừ. Rồi. Từ từ thôi đang nghe. Lại nha, cái nữa nha. 1, 2, 3. Vô. Đúng rồi, coi camera của bộ thấy á. Đây nè, đây là camera nè, mọi người quay xe 2 với cái bộ đi, camera trên kìa. Sau lưng nữa nè. Kìa đó kìa, chứ cổng nữa kìa. Rồi. Rồi giờ mình ăn. Giờ đó, thằng á nó đang ở bên chỗ Tâm Bảo. Chỗ miếng này là miếng gì ta? À, nguyên một cái dừa, một cái bệ sườn luôn. Đó, rồi xong rồi. Này là mình múc vừa cho thằng Hận nó đang coi thợ cắm hoa lan trên Tâm Bảo á. Nãy giờ sáng hành trình bên đó. Hoa lan là phải mua ở Đà Lạt, thì sao mua ở Đà Lạt rẻ lắm. Xong rồi thợ quen có anh Sang cắm. Mình mua bình á. Rồi Trình sáng giờ ở bển. Rồi Trình nó đói quá rồi Hận chạy qua thế. Không, đây không phải dịch quay không. Cho đừng cho cái đầu nha. Đỏng thẳng cánh rồi xương không nhỏ buồn á. Đó, vậy đi ha. Rồi. Vậy đủ chưa? Rồi miếng quất miếng hành luôn. Không bỏ hành đi, bỏ riêng đi. Đó, rồi con bưng để cho riêng cho phần này của Hận nha. Bỏ để nhàn ra. Nhớ xa xa. Nhớ xa xa. Trời ơi. Tại nhàn gì ông à? Bà còn có mình nó đó. Rồi. Sao cái lon này ăn được cha? Cũng lộn lon mà cái gì đó. Còn hai đứa nữa, Nhân với Hận thì hai đứa đang ở ở Đức Trọng. Nhân với Thợ. Ê, Nhân với lại Sự chứ. Nhân với Sự đang ở Đức Trọng là bữa ăn tất niên rồi. Đúng rồi, hôm nay là con phải bù hôm bữa đó. À, ở Đức Trọng cũng có anh Sang có để cứu thương ở Đức Trọng để giúp cho bà con ở Lâm Đồng. Cho nên thì Nhân với Sự đang ở đầu cầu là Đức Trọng. Bữa hỏi mấy đứa đó cũng ai chẳng ăn trước khi mà những con rồi. Nhân như Sự đang ở đầu cầu Đức Trọng, như nào bắt cái cầu trong ăn chừng cái gì đây. Cái này dễ xương à. Sự tính chép nhà thấy khi ăn thấy thương thấy à. Thấy thương ha, ăn ngon lành không, ăn vậy mới thương. Ăn vậy ăn về mẹ mới thương, về mẹ hung chút à. Bự vậy đó, già rồi về mẹ hung chục. Nhưng mẹ nó ôm nó hung nó mình giật mình luôn á. Rồi vô bà ôm nó hung nó chục luôn á. Trời ơi, cưng dữ ta. Vậy hả, lên clip tụi con về già cũng dễ nói chuyện. Thấy mẹ người ta không? Con trai cưng của mẹ. Về nhà nói với mẹ vậy hả? Bác nào hỏi mẹ thấy mẹ làm sao không? Con đi về hung chục chục rồi mẹ không ơi, coi. Có cái cảnh anh Phi cho. Không, cái cảnh đó mình tôi nha. Không, lúc đó mẹ là Phi nó chưa có đưa gì cho mẹ nó trơn á, mới vừa về thôi. Cái đang ngồi nói chuyện. Mà tranh thủ có hung liền luôn. Xong là Phi là móc ra liền luôn. Chứ con mà sàng sàng lại phải hỏi muốn gì. Vụ gì nữa đây. Rồi, làm điều theo Cúc đi. Đúng không? Cúc đi, chú khỏe. Thì nay cũng 25 Tết rồi.
thì cũng không còn vài ngày nữa sẽ bước qua một cái năm mới, một cái Tết Nguyên Đán nữa nha. Thì trước thềm năm mới thì con xin chúc cả nhà một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, một năm mới thật tràn đầy ý nghĩa, quay quần bên người thân và gia đình. Dạ. Dạ, bên đây cũng hàng ngày 25 tháng chạp, còn 5 ngày nữa. 5 ngày nữa. 6 ngày. 6 ngày nữa mình đốt pháo bông. 5 ngày mới đốt pháo bông, 6 ngày qua năm mới. Dạ. Luôn. Còn dạ xin nữa. Xin chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Tấn tài tấn lộc. Năm mới phát tài. Tấn bình an. Tấn bình an. Tấn qua tấn lại. Tấn xuống sàn. Đâu. Dạ xin chào chú. Dạ hôm nay là cũng gần qua năm mới rồi. Hôm nay cũng năm đầu tiên ở lại ăn Tết với mấy anh em. Rồi mấy anh em cũng gửi lời chúc là chúc cô chú rất nhiều sức khỏe. Lúc nào cũng bình an, hạnh phúc. Dạ, dạ sự như ý. Dạ. Phan Phan cô chú chúc lợi nhán năm sau bớt mát kìa. Năm sau gắn sẽ bị lại. Tết thôi để nghỉ. Ăn ngon rồi, ngon không? Ăn ngon không? Dạ, ngon. Ngon, ngon chưa con? Chưa. Dạ, năm mới con cũng chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và thân tâm sẽ luôn được an lạc. Đừng vậy. Lát nữa mình làm sao cũng được. Rồi nói chuyện em Migo nè em. Không được, em ăn cái Migo luôn. Nuốt mít luôn. Rồi hôm nay 25 Tết thì còn 28 thì có một số đứa nó cũng đi về quê. Còn lại Phi ở lại trực với lại Thành. Và mấy đứa kia thì cũng chạy lên chạy xuống. Thì anh Sang cũng cho nghỉ Tết á. Thì hôm nay thì chị cũng rất là vui, ngày cúng ông bà này kia. Mấy đứa con cháu nó cũng quây quần bên đây để ăn uống. Nhưng mà do anh Sang thì ảnh cũng quá nhiều việc, bận công tác này kia nọ, cho nên thì cũng rất tiếc là anh không có mặt trong bữa ăn hôm nay. Nhưng ngày mai là có đó nha. Ngày mai là có. Rồi thì cũng xin chúc tất cả quý cô chú, anh chị, các bạn, những người mà tất cả mọi người luôn đồng hành với lại công ty Tấm Sang, và cũng như là thương mến tất cả những anh em ở trong hội, cũng như thương mến anh Tấm Sang. Chúc mọi người đón một mùa xuân thật là vui vẻ, thật là an lành, thật là hạnh phúc. Trình bên đây nè Trình. Rồi, Trình đâu rồi? Trời ơi Trình. Rồi Trình nữa nè, đó, tới Trình đi con. Dạ con chào cả nhà. Thì cũng gần sắp qua năm mới rồi cả nhà. Bữa nay là ngày 25, cô với mọi người đi cúng ông bà, thì năm mới điều đầu tiên là con xin cảm ơn sư phụ.